Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra ra lệnh khám xét khẩn cấp quán cầm đồ 93 do Hà Duy Ngọc, sinh năm 1993, trú tại kiosk A4-14 chợ Quán Thành, đường Giáp Hải, phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một số giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Đức Thạch, sinh năm 1983, trú tại đường Lý Tự Trọng 8 và Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1995, trú tại tổ dân phố Thành Non, cùng ở phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.